Hi, xin chào các người, chào mọi người channel của mình là Dennis Gaming Nam Adi. Ok, và mình sẽ chơi cái map bắt cua cùng với hai đứa bạn mình như là củ đế ấu sệt. Ok, vô đây. Sao mà đây? Đây, quán đâu rồi Lam? Hả? Thấy chưa? Tao đâu có biết. Ủa, sao tao chưa thấy mày vậy? Mẹ hư cấu nhờ. Ấy, tao bật cái gì hết rồi nãy giờ. Tao cũng chưa có nè. Tao nghĩ là có chưa? Chưa ai có đó. Hào cưa. Chưa có đứa nào có đó. This map is Sparkle. Map by Azoliucat. Đấy đó là đây. Damn son. Bây giờ nó đâu vô đâu hèn gì. Mày có vô không vậy? Có. Nó vô rồi. Tắt vô mở lại rồi. Vô lại rồi. À má. Ơi tắm mày vô trước á. Vô coi lắm. Tắt đi mở lại. Tắt đi mở lại. Quá hay. Tắt đi xa đi cà lại, xa đi cà lại. Chưa. Xa đi cà lời, xa đi cà lời. À có. Tao có luôn. Trời, đổi tên Hero Brand nữa. Hero Brand. Là nick game. Hero Brand. Hero Brand. Trời này nó full AM luôn hả? Thấy chưa, hèn gì. Hèn có sao đâu. Thằng chó này đánh tao hoài. À! Nhun, bye bye. Này chơi PVP tao nè. PVP. Ta đi trước nha. Miễn thằng chó Lâm này đừng. Lần nào tao cho mày, ai cho mày chửi tao chó. Sao lần nào tao cũng thắng hết vậy trời. Ơi, ở đó mà mày thắng. À, nghĩ sao vậy? Tự tin ghê luôn á. Ai có cái đầu Steve kìa phải không? Ủa đâu? Có đâu? Rớt nữa. Tao đéo rớt được. Ôi, mày tưởng mày đéo rớt được cặp. Cấm đánh á. Tôi đã đánh cho mày té vậy đâu. Ơi, có bắt cô lựa chọn này con ơi. Bà con. Là sao? Có bắt cô lựa chọn nè. Ôi, má hào cu. Chơi chết té thôi. Đờ mà. Disconnect luôn hả? Chơi nó mới bị off thôi. Ba người đủ rồi. Ơi, Hira đứng yên mình luôn. Đứng yên chỗ luôn. Nó bị hấp á. Gì? Khùng nha. Ủa sao người Hero Brand đứng đâu vậy? Bởi vì mới nói là glitch. Fuck. Bởi vì ta đổi tên Hero Brand là gì? Mẹ tao thề. Tao ghét. Nó dùng mod nè. Mày dùng mod đúng không? Đâu dùng mod. Mày chơi shortcut đúng không? Chơi shortcut thì... Shortcut một chút á. Ngoan. Điệt mẹ. Chơi Spirit Control cho nó dễ thôi. Này gì nãy giờ không chơi Spirit. Spirit là gì? Cái có mũi tên á. À hèn gì. Cái đó Spirit Control. Che yeah, tao thắng rồi nha. Tự nhiên nhảy sao không cái rớt luôn. Thằng Hảo thắng rồi kìa. Ôi này cheat được mà. Cái gì đâu. Thôi tao hô tao thề tao không chơi nữa. Thằng Lâm cheat nè. Boing. Hay cho mình đánh nó. Ôi mày đánh tao không chết đâu cưng. Đó, dùng mod mà. Nó mặc full áo giáp luôn á. Đánh tao hoài. Cứu tao. Thằng con này đánh tao hoài. Ê, stop. Gì vậy? Gớp nữa rồi, chán quá. Thì gần cống quá đi. Không đánh được tao đâu. Đừng có mơ. Mẹ à, chó. Cái map như cứt á. Ủa tao đánh hoài sao nó không được gì vậy? Ơi! Đất của tao nha. Tụi bay đánh nhau rồi vậy. Cho này phải PVP. Tao cho này bắt cua không ta. Đờ mờ nhá tao mới nói bắt cua tao gớt rồi. Cấu quá. Cấu. Ôi má hào bưởi. Thấy tao. Ôi hào không gian cho mày. Ai cho mày chạy nhanh dữ vậy? Ai biết. Ôi về tao có thể lấy gỗ và tao có thể làm kiếm chém nó chết.
Nó sao nó cứ bị gì vậy? Má thằng khốn. Ai kêu chơi anh Giang? Ra nha, ra nha. Ai tụi mình cùng BBB đó. Yeah, BBB. BBB 15 tệ nó cũng không được. Mày tao đánh quân mày kìa. Cụ bé, cụ bé, cụ bé, cụ bé, cụ bé, cụ bé. Trời ơi, cô bé ơi, cô bé hiểu ba, cô bé hiểu ba, cô bé kìa. Ủa trời ơi, hiểu ba chạy ra trời, ghen quá. Quay quay để đây nha. Để mà. Má khú vào. Đập mày chết giờ á. Tao đuổi mày về nhà người ta không? Má đuổi theo tao kìa anh em. Má đuổi theo tao kìa. Thôi đây là chơi bắt con của tao. Đuổi theo tao kìa anh em. Đi thôi. Tao không quan tâm những gì mà đang chơi. Bởi vì tao đang... Tại tao đang sao đích mày. Tin tao đập mày không? Không đập đâu, đừng vào. Ông đập... Ơ, đừng đập, đừng đập nha. Lắm rồi. Ê, ê. Rồi, tao đi kiếm cục đá. Thằng con. Con chó nào. Mày đừng, tao trả thù nít mày. Đừng có đánh tao, đừng đánh tao nha. Ai kêu? Ê! Thằng Nít tấm nha. Tao lấy kiếm tao đập hai quay chết hả? Bỏ ra đâu không? Ê! Tao thắng rồi. Yeah. Ok. Nick bạn hết video này nhớ like và subscribe.